chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh vn youtuber các bạn thân mến mới đây đài truyền hình cnbc của mỹ dẫn tin tức từ một nguồn tin giấu tên cho biết trung quốc đã lặng lẽ thử nghiệm thiết bị tác chiến điện tử tại trường sa vậy nội dung sự việc này ra sao trong chương trình hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tin tức của cnbc viết theo một nguồn tin đã được tiếp cận báo cáo tình báo của mỹ trung quốc đang lặng lẽ thử nghiệm các thiết bị tác chiến điện tử mới bố trí gần đây tại những tiền đồn quân sự ở Biển Đông. Đánh giá tình báo được đưa ra chưa đầy một tháng trước nói rằng đây là lần đầu tiên các thiết bị này được sử dụng kể từ khi nó được triển khai lên các tiền đồn ở Trường Sa hồi đầu năm nay. Động thái này của Trung Quốc cho phép họ triển khai sức mạnh hơn nữa ra các vùng biển tranh chấp nóng bỏng. Việc sắp xếp các trang bị tác chiến điện tử được thiết kế để gây nhiễu hoặc làm mất sóng các hệ thống liên lạc hoặc radar này diễn ra cùng với việc Trung Quốc triển khai tên lửa chống hạm và tên lửa phòng không lên ba tiền đồn ở Trường Sa. Hệ thống phòng thủ duyên hải mới này được tích hợp với thiết bị tác chiến điện tử biểu hiện sự tăng cường có ý nghĩa đối với vốn liếng quân sự của Bắc Kinh ở một trong những vùng tranh chấp nhất thế giới. Biển Đông chứa hơn 200 hòn đảo nhỏ là một tuyến đường thủy quốc tế quan trọng với dòng chảy thương mại trị giá 3,4 ngàn tỷ đô la đi qua mỗi năm. Nhiều tuyên bố chủ quyền trồng lấn đối với các đảo bãi đá ngầm và dạng san hô mà phần lớn chúng nằm bên dưới mặt nước đã biến vùng biển này thành một trại vũ trang. Bắc Kinh giữ một số lượng lớn các thực thể với khoảng 27 tiền đồn. Trường Sa, nơi có 6 bên yêu sách, có 2 phần 3 nằm trên con đường nối từ miền Nam Việt Nam đến miền Nam Philippines. Trên quần đảo Hoàng Sa, nằm về phía bắc Trường Sa, nơi mà Trung Quốc tự hào có 20 tiền đồn quân sự. Họ đã thiết lập phi pháp trụ sở hành chính và quân sự của họ trên đảo Phú Lâm. Đảo Phú Lâm có một sân bay, 20 nhà chứa máy bay cho các máy bay chiến đấu gồm các loại J-10, J-11, tên lửa phòng không Hồng Kỳ 9 và các tên lửa chống hạm. Trong khi đó Trung Quốc khăng khăng rằng sự xây dựng đảo trên các tiền đồn chiến lược ở Biển Đông là cho các nhiệm vụ phi quân sự. Nhưng các thiết bị gây nhiễu và những hệ thống tên lửa xuất hiện chỉ là để phục vụ cho lợi ích quân sự chứ không thể vì mục đích nào khác. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là toàn văn bài viết đăng trên đài CNBC. Với việc Trung Quốc đã triển khai và thử nghiệm các hệ thống tác chiến điện tử ở trường xa như vậy, rõ ràng là khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Tác chiến điện tử ngày nay có vai trò rất quan trọng đối với thành bại của chiến tranh. Bởi lẽ chiến tranh hiện nay sử dụng nhiều loại vũ khí công nghệ cao được dẫn đường hoặc điều khiển qua vệ tinh, qua sóng radar. Và nói chung thì các thiết bị vũ khí tấn công có điều khiển, dù điều khiển theo kiểu nào thì cũng đều phải sử dụng các làn sóng điện từ để truyền dẫn thông tin về sở chỉ huy và nhận lệnh từ sở chỉ huy. Do đặc điểm đó, song song với sự phát triển của vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử cũng hình thành và phát triển để rồi hôm nay trở thành một mảng không thể thiếu trong chiến tranh. Do đặc điểm không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa kẻ đánh và người giữ, cho nên tác chiến điện tử còn được gọi là chiến tranh phi tiếp xúc. Hoạt động tác chiến điện tử và các phương tiện để tác chiến điện tử rất rộng lớn, nhưng xét chung thì tác chiến điện tử có 3 nhiệm vụ chính. Một là trinh sát điện tử. Nhiệm vụ này là dùng các phương tiện điện tử của mình để trinh sát quân sự đối phương với 6 hình thức: trinh sát vô tuyến điện, trinh sát vô tuyến truyền hình, trinh sát ảnh nhiệt hồng ngoại, trinh sát radar, trinh sát âm thanh, trinh sát thủy âm. Sáu hình thức trinh sát này có thể được thực hiện nhờ các thiết bị trinh sát điện tử trên máy bay, trên vệ tinh, trên tàu thuyền, vân vân. Chẳng hạn, trinh sát thủy âm là sử dụng các phao thủy âm được thả từ tàu nổi hoặc máy bay xuống lòng biển để phát hiện tàu ngầm của đối phương. Nhiệm vụ thứ hai là bảo vệ hệ thống điện tử. Nhiệm vụ này là làm sao bảo đảm cho các hoạt động điện tử của bên ta an toàn, ổn định trước sự gây nhiễu và chép điện tử của đối phương, đồng thời phòng chống các hoạt động trinh sát điện tử của địch. Nhiệm vụ thứ ba là chế áp điện tử. Nhiệm vụ này là toàn bộ các biện pháp nhằm làm tê liệt hoặc hạn chế hiệu quả sử dụng các phương tiện điện tử của đối phương. Chế áp điện tử có chế áp cứng và chế áp mềm. Chế áp cứng là phá hủy một phần hoặc hoàn toàn phương tiện điện tử của đối phương bằng hỏa lực, xung lực hoặc là các hình thức khác mà ta có. Ví dụ cho tình huống này là các loại tên lửa chống bức xạ chuyên dùng để đánh vào các đài radar. Chế áp mềm là sử dụng năng lượng điện từ phản xạ hoặc phát xạ lại để đánh lừa, loại trừ hoặc làm giảm hiệu quả các hoạt động của phương tiện điện tử đối phương. Loại hình chế áp mềm này có thể lấy ví dụ như việc sử dụng thiết bị để gây nhiễu đối với tên lửa có điều khiển của đối phương khiến nó bắn không trúng mục tiêu, hoặc là tạo ra mục tiêu giả khiến đối phương đánh nhầm hoặc là ngụy trang bằng khói khiến các tên lửa dẫn đường bằng đầu dò truyền hình mất độ chính xác. Thưa quý vị và các bạn, qua một vài nét khái quát về tác chiến điện tử ở trên đây, có thể rút ra một nhận xét là các hoạt động tác chiến điện tử tuy phân làm 3 nhiệm vụ chính, nhưng khi đi vào thực tiễn thì ba nhiệm vụ này đan xen và hòa quyện vào nhau. Bởi lẽ, để tấn công được đối phương thì trước hết phải trinh sát điện tử để thu thập dữ liệu. Trong quá trình tấn công, vẫn phải tiếp tục trinh sát điện tử để theo dõi xem mục tiêu có còn hay đã thay đổi. Đồng thời, khi tấn công phải làm mù các hệ thống trinh sát giám sát của đối phương trước, như vậy phải chế áp điện tử. Nhưng khi sử dụng các biện pháp chế áp điện tử thì bên tấn công cũng phải sử dụng các thiết bị điện tử và không tránh khỏi nguy cơ bị đối phương phòng tránh và chế áp lại, cho nên cũng phải sẵn sàng thực thi nhiệm vụ bảo vệ hệ thống điện tử của mình. Cũng từ đây rút ra một nhận xét nữa, là khi thực hiện thủ đoạn tác chiến điện tử thì bên tấn công cũng đồng thời gặp nguy cơ bị chế áp trở lại. Xin lấy một vài ví dụ để minh họa. Tháng 3 năm 2014 tại Crimea, chiếc UAV mà Q 5 b của quân đội Mỹ được sản xuất tại Israel bay trên bầu trời Sevastopol để chụp ảnh, quay video, thu thập tình báo và chuyển dữ liệu về căn cứ quân sự của Mỹ ở Kirovograd trên đất Ukraine. Hành động này tức là thuộc về nhiệm vụ trinh sát điện tử Đột nhiên, chiếc MQ-5B mất liên lạc với trung tâm chỉ huy và biến mất khỏi màn hình radar. Người ta tưởng rằng nó bị bắn hạ, nhưng thực ra là chiếc UAV này đã bị tổ hợp tác chiến điện tử Atobaza của Nga gây nhiễu, cắt đứt liên lạc với trung tâm chỉ huy. Sau đó, họ chiếm quyền điều khiển và ra lệnh cho nó hạ cánh xuống lãnh thổ Nga. Đây là một ví dụ về tác chiến điện tử và phản tác chiến điện tử giữa hai siêu cường Nga và Mỹ. Còn đối với Việt Nam thì như thế nào? Thực ra, từ tác chiến điện tử chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu, nhưng Việt Nam đã sớm có kinh nghiệm trong lĩnh vực này từ trong cuộc chiến tranh với Mỹ. Từ sau sự kiện vịt Bắc Bộ, không quân Mỹ tổ chức hai lần chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Họ đã sử dụng ngày càng rộng rãi các biện pháp tác chiến điện tử bằng mấy hình thức cơ bản nhất là dùng thiết bị gây nhiễu radar phòng không, dùng tên lửa chống bức xạ rai để đánh vào đài radar, đỉnh cao nhất của tác chiến điện tử và phản tác chiến điện tử là cuộc ném bom B-52 tháng 12 năm 1972. Đó là trên không, còn trên bộ thì hoạt động của hàng rào điện tử McNamara cũng là một đại diện tiêu biểu cho tác chiến điện tử của quân đội Mỹ thời chiến tranh Việt Nam. Với tiềm lực khoa học kỹ thuật yếu kém hơn rất nhiều, Việt Nam cũng đã phát huy sáng tạo để đối phó với các thủ đoạn tác chiến điện tử của Mỹ bằng những biện pháp hiệu quả đơn giản. Chẳng hạn như tìm và cắt bỏ anten của những cây nhiệt đới mà máy bay Mỹ thả xuống rừng hoặc đặt những máy nổ ở một địa điểm hoang vắng cho nó chạy để các cây nhiệt đới thu tín hiệu âm thanh từ nó truyền về trung tâm chỉ huy. Sau đó máy bay Mỹ đến chút bom vào nơi đặt máy nổ và tưởng rằng đã tiêu diệt được một đoàn xe tải của Việt Cộng nhưng thực ra chỉ diệt được một máy nổ. Để đối phó với việc bị không quân Mỹ gây nhiễu radar, Phòng không công quân Việt Nam đã sáng tạo ra việc kết hợp quan sát bằng kính quang học để dẫn bắn cho pháo và tên lửa khi radar bị gây nhiễu không nhìn thấy gì. Để tránh bị Mỹ dùng tên lửa Strike đánh vào đài điều khiển radar, các chắc thủ radar Việt Nam sau nhiều hy sinh đã nghĩ ra cách phát sóng sục xạ mục tiêu, nhưng khi thấy máy bay địch bắn tên lửa thì lập tức cắt nguồn phát sóng, khiến tên lửa mất điều khiển, giảm độ chính xác. Sau chiến tranh chống Mỹ, đứng trước tình hình vũ khí và chiến tranh ngày càng hiện đại, vai trò của tác chiến điện tử ngày càng quan trọng. Năm 1982, Việt Nam đã thành lập Cục tác chiến điện tử trực thuộc Bộ Tổng tham mưu. Và đến tháng 7 năm 2013, Việt Nam thành lập Lữ đoàn tác chiến điện tử 87 trực thuộc Cục tác chiến điện tử. Lực lượng tác chiến điện tử cũng là một trong những lực lượng đang được Việt Nam xác định đầu tư để tiến thẳng lên hiện đại. Tuy nhiên hiện nay, lực lượng này của Việt Nam đang có những phương tiện gì và khả năng đến đâu thì vẫn là điều được bảo mật rất cao. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là một vài thông tin khái quát về tác chiến điện tử và kinh nghiệm cũng như sự xây dựng lực lượng tác chiến điện tử của Việt Nam. Qua đó thấy rằng tiềm lực quân sự Việt Nam tuy không phải là lớn mạnh lắm so với thế giới, nhưng trong lĩnh vực tác chiến điện tử, chúng ta đã có kinh nghiệm thực chiến nhất định và cũng đã có những chú ý đầu tư xứng đáng đối với lĩnh vực này. Do vậy cũng không nên nỗi bấn loạn khi anh láng giềng sử dụng các thủ đoạn tác chiến điện tử ở Trường Sa nói riêng và biển đông nói chung chương trình hôm nay xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại